Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Saigon TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19. Trong phần tin tức vào ngày thứ 5, hôm nay là 20 mấy hả Thảo Yên? 24 thôi. 24 có nghĩa là ngày hôm qua Powerball đã sổ phải không? Vâng. Thảo Yên có mua vé số không? Thôi không. May quá. À, không mua hả? Như vậy là xui chứ không phải may. Không mua là không có cơ hội trúng. Nếu mà Thảo Yên ngày hôm qua với như tôi, rất tiếc tôi cũng không mua vé số. Quên mất là mua là đã trúng rồi. Tại hôm qua anh kêu gọi dữ lắm. Đó. Anh không mua. À, sáng nay quý vị nhìn thấy thì cũng là tin vui, bởi vì mọi người sáng sớm hôm nay, nếu mà quý vị theo dõi tin tức là quý vị biết là Powerball như thế nào rồi. Các con số và Powerball là số 4 cũng như là các con số. Thấy nó dễ trúng quá Thảo Yên, cho nên mình hôm qua mua đã trúng rồi. 6, 7, 16, 23, 26 và Powerball là số 4. Vâng, ở trên mạng thì họ đã đưa ngay ra các con số đã được sổ, và cái số Powerball càng ngày nó càng khó. Thế nhưng một người ở thành phố Chicope, tiểu bang Massachusetts, và người này sống cách trung tâm Boston khoảng 9 dặm, Chicope, và một vé duy nhất, tôi nghi là cái người này đó là được cái sao gọi là sao lọc tinh á, của cái hiện tượng nhật thực đó. Ông Trump thì bị hung tinh chiếu, nhưng mà người này được lọc tinh chiếu cho nên trúng vé số. Chúc mừng cho người này. Lãnh về một lần sơ sơ có 480.5 triệu thôi Thảo Yên. Và chính phủ IRS ngay lập tức cho biết họ sẽ đánh thuế 39.6% trên cái số tiền 758.7 triệu tiền sổ số. Cho nên mang về một lần là 480.5 triệu. Nếu mà bỏ toàn bộ số tiền này với phần lời rất là khiêm nhường 3% một năm, mỗi một ngày người này sẽ phải xài ít nhất là 25 tới 30 ngàn đô la tiền mặt một ngày. Và tiền đó đã tính sau thuế rồi, và cái số tiền principal 480 triệu vẫn còn nguyên cho tới nhiều thế hệ sau. Cho nên nếu, và thưa quý vị, Boston là nơi trung tâm của cộng đồng người Công giáo đông nhất của nước Mỹ. Và tôi nghĩ có thể là người này cũng là người Công giáo, nếu mà để một số tiền dành cho nhà thờ đó, nhà thờ để tiền đó, đó đầu tư thôi, thì tất cả cái tiền đó hàng năm đó có thể nuôi sống cả nhà thờ suốt những thế hệ về sau. Cũng đó là một trong những cái điều mà nên làm cho những ai mà chúng xung số. Tuy nhiên ngày hôm nay thì bầu trời của miền Nam California rất là nhiều mây mù. Tôi thấy là mặt trời bắt đầu mỗi một ngày đó đi ngủ sớm hơn một chút xíu. Một phút một ngày cho đến tháng 9, 21 tháng 9 là chính thức bước vào thu của nước Mỹ. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì như anh Thụy nói là buổi sáng lại tiếp tục có mây mù, và buổi trưa nay thì ở Westminster trung bình nhiệt độ ở mức là 76 độ, Anaheim thì có nóng hơn một tí, có thể lên đến trên 80 độ. Và ngày thứ bảy này là ngày nóng nhất ở trong tuần. Vâng, thế nhưng là thời tiết của chúng ta là vẫn rất còn vô cùng lý tưởng nếu mà so với Texas, là bởi vì cơ quan dự báo bão quốc gia cho biết là cơn bão nhiệt đới có tên là Harvey sẽ đổ bộ vào Texas vào ngày mai, nhưng cũng có thể đem đến những cái trận mưa với cái lượng nước là từ 12 cho đến 24 inches và sức gió thì hiện nay đã tăng lên thành 60 dặm một giờ. Người dân từ bờ vịnh Texas đi đến hướng Houston và San Antonio được khuyến cáo là chuẩn bị sẵn bao cát, dự trữ nước uống cũng như là bịt kín các cửa sổ trong mấy ngày nay. Thống đốc Rick Abbott của tiểu bang cũng đã tuyên bố đề phòng tình trạng thảm họa từ ngày hôm qua cho 30 quận dọc theo vịnh Mexico.
Được biết là sáng ngày hôm nay, toàn bộ sinh viên và nhân viên của trường đại học A&M tại Corpus Christi đang trong tình trạng là bắt buộc di tản. Wow. Nhà trường đóng cửa vào hôm nay thôi. Hôm nay đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi thưa anh. Và người dân thì sống ở đây cũng bắt đầu dự trữ thức ăn, nước uống và cả máy phát điện nữa thưa quý vị. Yeah. Được biết đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Texas kể từ năm 2008 cho đến nay. Với những quý khán giả nào mà đang theo dõi Little Sài Gòn TV ở Texas, bởi vì qua hệ thống Galaxy 19, ngay trong lúc này, người dân ở các vùng bờ biển đã bắt đầu đi mua nước và họ thấy là nước lọc là hết. Ngày hôm qua tôi đã theo dõi bản tin này và thấy hết sạch rồi. Bây giờ họ tiếp tục mua từ Costco, Sam Club, các nơi khác. Người dân chúng đã đổ đi để mua dự trữ. Cho đến giờ phút này, bởi vì lý do đó thưa quý vị, bão này nó di chuyển rất chậm đó Thảo Yên, có 2 dặm thôi. Bình thường các loại bão khác họ di chuyển là 10 dặm thì có khả năng đó, từ ở ngoài biển đến đất liền nó thành mưa thôi à. Nhưng mà bởi vì bão này đi qua cái vùng vịnh Mexico như quý vị nhìn thấy đó, cho nên khi mà di chuyển qua đây mà với tốc độ chậm như vậy nó sẽ làm gì? Nó hút cái hơi nóng, cái nước nóng ở dưới vùng vịnh Mexico hiện nay đang rất nóng. Đó, cho nên đó lý do tại sao cái mùa hè đó và kéo mà khi mà chuyển đến mùa thu là cái thời điểm đó là bão rất là nhiều. Bởi vì cái luồng khí lạnh từ miền Bắc đi xuống cộng với luồng khí nóng từ miền Nam thổi lên nó tạo thành hurricane. Nhưng mà trong trường hợp này nó khác, làm người ta nhớ tới cơn bão Allison năm 2001. Mà cách đây 16 năm, cơn bão này cũng di chuyển chậm như vậy, cho nên người ta rất sợ. Lần đó là cơn bão Allison đã gây thiệt hại khủng khiếp nhất trong lịch sử của Texas, nhiều tỷ Mỹ Kim tiền tài sản, 23 người chết và lũ lụt với cái lượng nước mưa lên tới 36 inches. Lần này thì khoảng 16 inches, nhưng mà lần đó Allison 2001 là 36 inches, toàn bộ cái khu vực miền Nam Texas lúc đó đã bị ảnh hưởng hết. Thành phố Houston lần này là nằm trung tâm của bão khi đi vào đất liền, tức là bão sẽ đổ một cái lượng mưa bây giờ họ dự trù sẽ trở thành cấp 1, hurricane cấp 1 khi vào đất liền. Và từ cấp 1 có khả năng, họ nói khả năng thôi, là trở thành cấp 2 nếu có một cái sự thay đổi về cái hướng đi cũng như tốc độ của bão. Cho nên đây sẽ là một cơn bão lớn nhất trong vòng 8 năm trở lại đây, đánh trực tiếp vào trung tâm Houston của Texas. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị một số các con số liên quan đến thị trường tài chính cũng như công ty Sears lại tuyên bố đóng thêm nhiều cửa tiệm nữa, làm ăn thua lỗ quá. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo.